Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Google Chúa. Nếu anh em là fan trung thành của Bi Rồng thì chắc chắn đều biết mấy thằng cha người Saiyan ở vũ trụ 7 không còn nhiều đúng không? Họ phải di rời xuống trái đất để sinh sống. Và đến bây giờ, những người Saiyan thuần chủng như Goku và Vegeta đã ở với nhau. À không, đã lập gia đình và có vợ con ở trái đất. Ở những thời điểm khác nhau trong Dragon Ball, cả anh khỉ và anh rau đều được coi là một trong những sinh vật mạnh nhất vũ trụ. Họ đã cùng nhau chiến đấu chống lại tên thần lằn độc tài Frieza và đội quân độc ác nhất vũ trụ. Sau đó, những đối thủ mạnh mẽ và điên cuồng khác như thằng Cell, Bọ Hung và Bư xuất hiện và chúng ta được chứng kiến những đứa con của họ, đặc biệt là Gohan và Trunks, lớn lên trở thành một người mạnh mẽ, thậm chí có thể mạnh hơn cả cha của chúng. Tuy nhiên ngày nay, trong khi những người cha vẫn đang theo đuổi sức mạnh và chiến đấu chống lại những đối thủ, thậm chí còn mạnh hơn cả thần, còn Gohan và Trunks chủ yếu dành thời gian trên trái đất để theo đuổi đam mê và tận hưởng tuổi trẻ của mình. Gohan thậm chí còn có ý định trở thành một học giả nữa cơ, một nghề nghiệp hoàn toàn trái ngược với một võ sĩ như cha anh. Vậy các bạn có bao giờ nghĩ rằng điều gì đã khiến những Saiyan Lai như Gohan và Trunks khác biệt với những Saiyan thuần chủng như Goku và Vegeta không? Hôm nay hãy cùng Quý Bố Chúa tìm hiểu về sự khác biệt giữa người Saiyan Lai và người Saiyan thuần chủng nhé! Để hiểu sâu về sự khác biệt này thì hãy cùng mình khám phá những đặc trưng của người Saiyan thuần chủng nhé! Đầu tiên, các bạn hãy nhìn vào hoàn cảnh và tuổi thơ của họ. Cho dù là một đứa trẻ mát cha mát mẻ được nuôi dưỡng trên trái đất bởi một bậc thầy võ thuật tốt bụng hay một hoàng tử kiêu hãnh của một hành tinh đầy chiến binh thì mọi thành viên của chủng tộc Saiyan đều có ba đặc điểm cơ bản giống nhau, đó là nghiện chiến đấu này, khả năng phục hồi cao và ham muốn hủy diệt. Điều này nằm rõ trong bản chất của họ khi ở dạng khỉ đột. Mọi Saiyan đều thích chiến đấu và giành chiến thắng. Chủng tộc này phát triển mạnh mẽ và cảm thấy rất hào hứng mỗi khi đi đánh lộn. Cứ mỗi lần gặp đối thủ càng mạnh thì họ càng hưng phấn. Hay nếu không có kẻ thù nào khác thì vẫn co bát với nhau để chứng minh thằng nào là Saiyan mạnh nhất. Nói chung cái máu chiến nó thấm sâu vào máu của bọn này rồi các bạn ạ. Để giải thích cho việc này là vì chuyên đi xâm chiếm các hành tinh để kiếm sống nên họ thực hiện mong muốn chiến đấu bằng cách đơn giản là làm công việc của mình. Vì vậy theo một nghĩa nào đó, lý do người Saiyan trở thành những chiến binh mạnh nhất vũ trụ chỉ đơn giản là họ đang làm công việc mà họ yêu thích mỗi ngày. Nói một cách dễ hiểu là đi đánh nhau vì đam mê đó. Còn trái với những người thuần chủng, nếu anh em để ý thì tính cách của Gohan khác biệt hoàn toàn. Lúc nhỏ cậu khá nhút nhát, hiền lành và rất hiếu học. Khi lớn lên cậu vẫn thích học và có trình độ học vấn rất cao. Tuy nhiên cậu ta cũng dùng sức mạnh và chiến đấu nhưng chủ yếu là để bảo vệ người khác thôi. Còn hai thằng nhóc Trunks và Goten thì khác ở một điểm. Đó là lúc nhỏ hai đứa nhóc này rất gan dạ và đam mê võ thuật. Bằng chứng là mỗi lần có nguy hiểm đều đòi đi theo để nhiều chuyện. Nhưng đến khi lớn lên thì chúng hoạt động như người bình thường trên trái đất. Để giải thích cho điều này thì mình sẽ lấy môn sinh học ra để chứng minh nhé. Được biết, tính cách bao gồm các đặc điểm về hành vi như hòa đồng này, bộc trực hoặc là nhút nhát, dễ tính hoặc là nhanh nhạy, cũng như mức độ hoạt động với năng lượng cao hay thấp. Ngoài thực tế thì con người chúng ta mỗi khi sinh ra thì tính cách do gen di truyền nằm ở khoảng 20-60%. Như vậy thì những người Saiyan Lai chỉ chiếm khoảng 20-60% tính cách của người Saiyan thuần chủng, còn lại thì bị phụ thuộc vào môi trường sống. Nói như vậy thì dòng máu trái đất đã ngăn chặn đáng kể ham muốn chiến đấu của họ. Mặt khác, Saiyan là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là họ bất khả chiến bại đâu nhé. Có những người trên khắp vũ trụ có thể đánh bại một Saiyan là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên, điều khiến cả mình và các bạn thấy người Saiyan trở nên thú vị và nguy hiểm là họ sẽ mạnh hơn sau mỗi trận chiến. Cơ thể của họ có một sức mạnh tái tạo độc nhất vô nhị cho phép họ không chỉ hồi phục sau một chấn thương khủng khiếp, mà cơ bắp của họ cũng khỏe hơn, mức năng lượng tăng lên, xương dày đặc hơn và bản năng chiến đấu của họ cũng tăng lên rất nhiều. Như vậy thì thứ nào chịu nổi nhỉ? Có câu nói gì mà những gì không giết được họ theo nghĩa đen thì sẽ làm họ mạnh mẽ hơn. Đây cũng là đặc điểm thứ hai của tộc người Saiyan mà mình muốn nói đến. Tuy khó nhận ra nhưng suy đoán của mình thì cho rằng ít nhiều gì những người Saiyan Lai cũng có phần hồi phục chậm hơn chứ không hề không có nhé. Nhưng có một điều giống với các Saiyan thuần chủng, Gohan, Trunks và những đứa trẻ Saiyan Lai khác có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi trận chiến. Dòng máu Saiyan của họ sẽ đảm bảo những đứa trẻ Lai này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thất bại. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là sự khao khát hủy diệt vô độ của họ. Vì người Saiyan rất thích chiến đấu nên họ rất dễ bị thua trong trận chiến. Cứ đơn giản là đâm đầu vô đánh nhau mà không có kế hoạch gì thì sớm kiệt sức thôi. Rốt cuộc, đối với họ không có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc đẩy bản thân đến giới hạn tối đa và phá hủy mọi thứ trên đường đi của họ. Nghe đến đây, các bạn thấy giống với mấy thanh niên báo đời đúng không nào? Nhưng không phải tất cả người Saiyan đều như thế đâu. Ví dụ cho các bạn thấy, khi anh khỉ thì chắc chắn nghiện chiến đấu và có khả năng phục hồi đáng chú ý phải không? Nhưng anh ta lại không có nhiều ham muốn cho việc hủy diệt. Còn về phần anh chàng rau củ, anh ta có đặc điểm tương đối ngang bằng với Goku ở mọi đặc điểm, ngoại trừ ham muốn hủy diệt hơn Goku rất nhiều lần. Điều này chứng minh cho việc Vegeta tích hợp với bản ngã tối thượng, Ultra Ego hơn là bản năng vô cực Ultra Instinct của Goku. Những người được nuôi dưỡng trong một môi trường bình tĩnh và tử tế hơn như Goku thì có xu hướng điềm tĩnh hơn và hiếm khi mất kiểm soát. Nhưng phần lớn người Saiyan thích nổi cơn thịnh nộ hơn.
Có lẽ vì điều đó làm cho họ mạnh mẽ hơn. Còn về phía những đứa con của họ thì sao? Điều thú vị là mặc dù Gohan, Trunks và những đứa trẻ Saiyan khác trên trái đất có thể phát huy nhiều sức mạnh, nếu không muốn nói là nhiều hơn như cha của chúng, nhưng chúng lại thiếu hai đặc điểm cơ bản, đó là nghiện chiến đấu và sự thèm muốn hủy diệt. Đó là lý do tại sao khi Goku và Vegeta theo bản năng cố gắng tìm ra những thử thách tiếp theo để vượt qua, còn các con của họ lại thích dành thời gian cho gia đình, đi chơi với bạn bè, chơi game và theo đuổi đam mê của mình. Họ không ngại luyện tập thường xuyên đâu, và khi cần thiết thì họ cũng sẽ sẵn sàng phát huy toàn bộ năng lực chiến đấu của mình. Tuy nhiên, việc mất đi hai đặc điểm cực kỳ cơ bản đối với mọi người Saiyan mà nó có thể mang lại kết quả tích cực và tiêu cực cho các Saiyan lai khác trên trái đất. Mặt tích cực đó là trên thực tế đơn giản là những đứa trẻ này bình tĩnh hơn cha của chúng rất nhiều. Họ sẽ không nỗ lực tìm kiếm những đối thủ mới, điều này khiến họ thích hợp để có một công việc ổn định trên trái đất. Xét cho cùng, cả Goku và Vegeta thực tế đều vô dụng khi nếu phải làm công việc thường xuyên. Một Saiyan cần một lượng adrenaline mạnh mẽ để có một cuộc sống trọn vẹn. Các bạn hiểu đó là một lượng chất trong cơ thể giúp cho con người cảm giác thoải mái và ổn định khi làm việc họ thích. Và những công việc thường xuyên trên trái đất sẽ khiến họ chán ngấy mà. Mặt khác, có rất nhiều kẻ xấu trên khắp đa vũ trụ rộng lớn đến nỗi mối đe dọa mới có thể xuất hiện trước cửa nhà họ bất kỳ ngày nào trong tuần. Cũng giống như bất kỳ kỹ năng nào khác, chiến đấu cần có thời gian và luyện tập. Vì Gohan và những người Saiyan lai khác quá bận rộn với cuộc sống bình thường trên trái đất nên chúng hoàn toàn không được chuẩn bị để đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công nào sắp tới từ những sinh vật mạnh mẽ như bao cát vàng Frieza hay phù thủy dê già Moro. Đó là lý do tại sao mặc dù cậu thiếu niên như Gohan có thể một tay đánh bại Cell và gây khó khăn cho Buu, nhưng mức độ sức mạnh của cậu ấy đã giảm đi rất nhiều trong thời gian sau đó, đặc biệt là bị đội quân của Frieza làm khó dễ. Nói tóm lại thì những đứa trẻ Saiyan lai thiếu khát khao chiến đấu và khao khát hủy diệt như cha của chúng, và đó cũng là lý do tại sao họ khác với những người Saiyan thuần chủng như Goku và Vegeta. Sự khác biệt hoàn toàn này đều có những mặt tích cực và tiêu cực của nó, vì vậy mình nghĩ việc tốt nhất cho bọn họ là trung hòa các phẩm chất đó. Có nghĩa vừa theo đuổi cuộc sống có ý nghĩa cho trái đất, trong khi vẫn rèn luyện cơ thể và bản năng chiến đấu theo thời gian. Trên đây là nội dung về sự khác nhau của chủng tộc Saiyan lai và thuần chủng. Các bạn có ý kiến gì hay muốn làm về chủ đề gì thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Cũng như mọi khi, mình cũng sẽ rất vui nếu được các bạn thích video và đăng ký kênh. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.